Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kể từ năm 2022 đến nay, vô số các ý kiến nhận định về cuộc chiến này đã được đưa ra. Có người cho rằng Ukraine đã phản bội Nga nên phải nhận lấy hậu quả, do đó Ukraine đã sai. Bên khác lại nói Nga mới sai lầm khi tham lam xâm lược Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ không bàn về câu chuyện ai đúng ai sai trong cuộc chiến này nữa. Chúng ta sẽ bàn tới thực tế hiện tại. Ukraine thực sự bị ai xâm lược, Nga hay phương Tây, và cái kết cho một quốc gia thiếu lập trường như Ukraine là gì? Vấn đề đầu tiên, Ukraine thực sự bị ai xâm lược? Câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người sốc, bởi tới thời điểm hiện tại, Ukraine dường như đang bị phương Tây xâm lược nhiều hơn là Nga. Tại sao lại nói phương Tây mới là bên xâm lược Ukraine chứ không phải Nga? Để hiểu được vấn đề này, ta phải nắm được khái niệm của từ xâm lược. Một cuộc xâm lược là một cuộc tiến công quân sự, trong đó một số lượng lớn các nhân lực tham chiến, các chiến sĩ của một thực thể địa chính trị xông xáo đi vào lãnh thổ thuộc sở hữu của một thực thể tương tự. Nói chung với mục tiêu là chinh phục, giải phóng hoặc thiết lập lại quyền kiểm soát hoặc thẩm quyền đối với một vùng lãnh thổ, chia cắt một quốc gia, Thay đổi chính phủ đã được thành lập hoặc giành được nhượng bộ từ chính phủ nói trên, hoặc sự kết hợp của những điều này. Đó là kiểu xâm lược truyền thống, xâm lược bằng chiến tranh. Ngày nay, thế giới xuất hiện một kiểu xâm lược mới, đó là xâm lược chính trị. Theo đó, kiểu xâm lược mới này không cần rầm rộ đem quân dàn hàng đánh nhau như xâm lược truyền thống. Những nước có chủ đích xâm lược chính trị sẽ dùng tiền và quyền lực chính trị của mình tác động lên nước khác thường có vị thế yếu hơn để thay đổi người đứng đầu chính phủ đã được thành lập ở quốc gia đó. Chính phủ với người đứng đầu mới ở quốc gia yếu sẽ nghe theo sự điều hành sắp xếp từ quốc gia mạnh. Kẻ xâm lược chính trị thành công gần như có toàn quyền quyết định mọi vấn đề mà không bị mang tiếng phát động chiến tranh. Từ khái niệm đó, dễ thấy Ukraine hiện tại đang rơi vào thế một cổ hai tròng. Chiếc thòng lọng thứ nhất nằm trong tay Nga. Khi sau hai năm chiến sự, Ukraine đã mất tới 24% lãnh thổ phía đông rơi vào tay Nga kiểm soát. Chiếc thòng lọng thứ hai to hơn và siết chặt hơn nằm trong tay phương Tây mà đặc biệt là Mỹ. Những người thực sự điều hành 76% lãnh thổ còn lại của Ukraine chưa bị Nga chiếm đóng. Giới lãnh đạo Ukraine gần như không có thực quyền trên chính lãnh thổ của mình. Thực tế, sự xâm lược chính trị của Mỹ và phương Tây đã diễn ra từ lâu trên đất nước Ukraine với một chiêu bài đã quá quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả. Mỹ đến và thủ thỉ vào tai Ukraine hai từ, dân chủ và tiền. Mỹ vẽ ra một viễn cảnh về sự giàu có khi gia nhập liên minh các nước phương Tây, khiến Ukraine hoa mắt, ù tai. Nhưng Kiev không nhận ra rằng, đằng sau sự hào nhoáng mà Mỹ bày ra là chiếc thòng lọng treo sẵn. Bước cuối cùng mà Mỹ cần làm để hoàn thiện kế hoạch xâm lược chính trị Ukraine đó là bầu ra một tổng thống không có thực quyền hoặc không đủ khả năng điều hành đất nước một cách độc lập. Đó cũng chính là lý do tại sao Mỹ quyết định lựa chọn ông Volodymyr Zelensky làm tổng thống. Bởi ông Zelensky không xuất thân từ các gia đình chính trị. Ông ấy là một diễn viên hài, đủ sức khiến khán giả tin vào diễn xuất của mình nhưng chưa từng được tôi rèn chính trị nên rất dễ bị giật dây, bị điều khiển. Mỹ đơn giản là coi ông Zelensky như một con rối một chiếc loa phát thanh. Ông ấy sẽ thay Mỹ chỉ trích Nga. Ukraine đóng vai nạn nhân bị Nga đem quân sang đánh. Mỹ sẽ đóng vai người hùng giúp một đất nước bị xâm lược. Nhưng thực tế, chính Mỹ mới xâm lược Ukraine vì toàn bộ quyền điều hành quân đội, chính trị, kinh tế đều nằm ở Washington chứ không phải ở Kiev. Mỹ đã chiếm lấy Ukraine mà không tốn lấy một viên đạn. Họ chỉ tốn chút tiền để thao túng quyền lực ở Kiev. Ngược lại, ở nga khi điện kremlin nhận ra mỹ đã thao túng ukraine đồng nghĩa với việc moscow bị đe dọa tổng thống putin đã không thể ngồi yên và buộc phải điều binh tiến đánh nước đi này của nga đã sập bẫy của mỹ bởi dù sao đi chăng nữa nga cũng là bên phát động chiến tranh đó là cái cớ để cả phương tây vin vào biến nga thành kẻ xấu trên trường quốc tế dù thực tế rõ ràng là mỹ đã gây hấn trước bằng cách thao túng ukraine Ukraine trên bản đồ ở một vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng. Phải thừa nhận rằng người Ukraine có tinh thần độc lập rất cao, nhưng họ lại không biết cách bảo vệ chủ quyền của mình. Trước đây, Ukraine đóng vai trò là vùng đệm giữa Nga và NATO. Với vị trí vàng, nếu Ukraine trung lập và khôn khéo, vị thế của quốc gia này sẽ ngày càng được nâng cao. Khi đó, cả Nga và NATO đều sẽ thương thảo những điều có lợi nhất cho Ukraine để Kyiv không nghiêng về bên còn lại nhưng một khi ukraine mất cân bằng nghiêng về một phía dù là nghiêng về nga hay nghiêng về phương tây thì chiến tranh ngay lập tức sẽ nổ ra bằng chứng là những gì đã diễn ra ukraine đã chọn phe ukraine đã mất đi tính cân bằng và khi bạn chọn phe nghĩa là bạn đối địch với bên còn lại chiến tranh là điều tất yếu khi chiến tranh xảy ra những kẻ cơ hội bắt đầu xuất hiện ban đầu là mỹ giật dây ukraine gây ra chiến tranh nga ukraine những kẻ cơ hội đứng ngoài cuộc chơi là các nước châu Âu, các nước Trung Đông, Trung Quốc, vân vân. Châu Âu và Liên minh phương Tây thừa dịp áp vô số lệnh trừng phạt lên Nga. Một số nước Trung Đông tiêu biểu là Iran chớp thời cơ xuất khẩu vũ khí sang Nga để kiếm thêm tiền. Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc chơi, thấy Nga bị trừng phạt tập thể, không cho dùng đô la Mỹ để giao dịch, Bắc Kinh ngay lập tức giúp đỡ bằng cách hợp tác với Nga, từ đó nâng vị thế của đồng nhân dân tệ và trói chặt nền kinh tế Nga vào với Trung Quốc. Vấn đề Trung Quốc trói chặt Nga khá dài, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến trong một video khác. Quay trở lại với vấn đề, sau 2 năm, thời thế này đã khác, Nga vẫn vững vàng trước vô số lệnh trừng phạt của phương Tây. Những kẻ cơ hội phương Tây vì thế đã bắt đầu đổi mục tiêu. Họ nhắm vào chính Ukraine chứ không phải vào Nga. Ban đầu, chỉ có một mình Mỹ thực sự thao túng Ukraine. Các nước khác thuộc NATO chỉ đóng vai trò giúp đỡ thì này, Pháp đã bắt đầu có ý định nhúng tay sâu vào Ukraine để xé nhỏ đất nước này. Thời gian gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu có những tuyên bố cứng rắn về việc gửi quân đội Paris tới giúp Ukraine chiến đấu. Tình báo Nga điều tra ra được ông Macron đã chuẩn bị sẵn sàng 2.000 quân để gửi tới Ukraine. 2.000 quân là con số không đáng kể khi so với cả cuộc chiến, nhưng nó là bước đầu tiên cho thấy Pháp muốn xé nhỏ bản đồ Ukraine. Quý vị có để ý thấy giọng điệu của tổng thống Pháp có gì quen thuộc hay không? Pháp sẽ điều quân đến giúp đỡ Ukraine thật hay sao? Có vẻ như câu trả lời là không. Lịch sử chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam sẽ là một bài học cho Ukraine. Pháp đã đưa quân sang Việt Nam và muốn giúp Việt Nam khai phá văn minh, ban phát tự do, bình đẳng, bác ái cho người dân An Nam. Hãy nhìn cách mà mẫu quốc Pháp vắt kiệt người dân An Nam. Trong 87 năm Để rồi qua bao cực khổ Dân ta mới có một điện biên phủ lừng lẫy Nam Châu Chấn động địa cầu Nay Pháp lại dùng chiêu bài quen thuộc đó Pháp lại tuyên bố Họ có ý định mang quân sang Ukraine Để giúp đỡ chính quyền Kiev Nếu Ukraine không tỉnh táo Rất có thể Dấu răng của thực dân Sẽ lại cắm xuống mảnh đất của họ Hút máu Kiev đến giọt cuối cùng Vì Pháp không giúp đỡ ai miễn phí Không chỉ riêng Pháp Thế giới này đâu có quốc gia nào giúp đỡ nước khác một cách miễn phí. Ukraine nên nhận ra bài học đó khi nhìn vào Mỹ. Mỹ không hề giúp Ukraine miễn phí. Mỹ chi tiền ra để thao túng toàn bộ Ukraine. Đó không phải là giúp đỡ, đó là xâm lược chính trị để chi phối. Tiếp sau Pháp, Anh cũng đã bắt đầu nhắc đến chuyện đưa quân vào Ukraine để giúp đỡ tạo ra vùng đẹp. Ba Lan, quốc gia trước kia từng chiếm giữ mảnh đất ngày nay của Ukraine trong 400 năm cũng không ngần ngại gửi quân. Tất cả đều nêu ra một lý do thật cao cả, giúp đỡ Ukraine chống lại Nga, nhưng thực tế, một khi đã đưa quân vào sẽ không có chuyện các nước đế quốc một thời này rút quân ra một cách nhanh chóng. Bản đồ Ukraine khi đó sẽ bị xé nát. Hiện nay, 24% đất của Ukraine do Nga kiểm soát, 76% lãnh thổ còn lại nằm dưới sự chỉ đạo của Mỹ. Còn trong tương lai, một khi Pháp anh ba lan điều quân vào ukraine sẽ thực sự được các nước này giúp đỡ họ sẽ giúp kiev vẽ lại một tấm bản đồ nhỏ hơn đó cũng là cái kết cho một quốc gia thiếu chính kiến và không vững lập trường